Thưa quý vị, trong quá trình tuần tra và làm nhiệm vụ trên địa bàn, Công an quận Hà Đông đã vừa trấn áp và ngăn chặn hành vi gây rối trật tự công cộng của một nhóm thanh thiếu niên đi trên 10 chiếc xe máy không đeo biển số và mang theo những tuyếp sắt dài gắn theo dao nhọn, phóng nhanh, lạng lách, đánh võng, hò hét và bấm còi liên tục. Thậm chí các đối tượng này vừa đi vừa quẹt các thanh tuyếp gắn dao nhọn xuống đường, tạo ra những tia lửa và hung khí để uy hiếp người đi đường. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận xuất phát từ mâu thuẫn va chạm trên đường với một nhóm thanh thiếu niên. Nên khoảng 22 giờ 30 phút ngày 3 tháng 6, Nguyễn Minh Quang liên hệ qua mạng xã hội tập trung khoảng hơn 10 đối tượng kéo về khu vực đầm tròn thuộc công viên Chu Văn An, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội, chuẩn bị hung khí và di chuyển khoảng 10 xe máy. Mục đích để tìm đánh nhóm thanh niên vừa va chạm với Quang trên đường. Trong quá trình di chuyển, các đối tượng vừa đi vừa phóng nhanh, lạng lách, đánh võng, hò hét, bấm còi, quẹt các thanh tuyếp gắn dao nhọn xuống đường tạo tia lửa, vung hung khí lên để thụy uy. Quá trình quay về đến địa bàn phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, nhóm gây rối đã bị tổ tuần tra công an quận Hà Đông phát hiện, ngăn chặn, trấn áp nên cả nhóm bỏ chạy. Qua quá trình đấu tranh, cơ quan công an thu giữ vật chứng gồm 4 tuyết sắt, hàn dao phóng dài và nhiều xe máy các loại. Căn cứ tài liệu điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Hà Đông đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự gây rối trật tự công cộng, đồng thời ra quyết định tạm giữ hình sự đối với các đối tượng liên quan.